Hello teacher. Ok, hello Hương Giang. Cô thấy con nghe cô nghe thấy con rồi, mà con đợi cô một chút nhé. Cái PowerPoint đang bị lỗi một chút. Nhìn thấy màn hình của cô chưa Hương Giang? Tôi ạ. Ok, very good. Nào, hôm nay mình sẽ chuyển sang phần writing con nhé, được chưa? Và cái chủ đề writing ngày hôm nay là writing informal letter, được chưa? I can write an informal letter. Con có thể trả lời cho cô được không? Informal có nghĩa là gì? Con không biết ạ. Formal nó là trang trọng, còn informal không trang trọng có nghĩa là thân mật, được chưa? Đây là học cách viết một bức thư thân mật, được chưa? Ok. Now, unit map. Vocabulary. Đây là cái phần chủ đề thôi, không có gì cả. Okay, now look at the photo. Do you know this film? Hey! Do you know this film, Hương Giang? Yes. Okay, so what is this film? Is Iron Man. Iron Man, okay. So can you name the actor? Can you name the actor? I don't know. You don't know? Yes. Đây là phim Iron Man đúng không? Và cái gọi là các nhân vật trong đấy thì chúng ta sẽ có nhân vật chính. Nhân vật chính là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có này, Iron Man, thấy chưa? Cái người sắt là nhân một nhân vật chính này. Cái người ta nói Captain America là đội trưởng Mỹ đúng không? Vân vân, được chưa? Nhưng mà cô cũng không nhớ cái tên của cái nhân vật là gì, cô cũng không nhớ. À, Tony Stark, đúng không? Người sát tên là Tony Stark, đúng không Hương Giang? Nhớ chưa? Nhớ chưa con? Rồi ạ. Ok, tiếp tục nhá. Ok. Ở đây nó lại có một... Can you Tony Stark có phải là cái tên ông ấy không? Hay là vẫn là tên nhân vật phim nhỉ? Để cô check xem nào. Tony Stark là tên trong phim thôi. Tony Stark là tên trong phim, được chưa? Và tên thật của ông là cái tên trên màn hình ấy, Robert Tony Jr, được chưa? Ok. Cô không hay xem phim nào. Cô có hay xem phim nhưng cô cũng không tìm hiểu lắm. Ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến phần từ vựng nhá. Từ vựng hôm nay thì chúng ta sẽ học về 7 từ, nó sẽ có 7 từ. Ok. Nào, đọc theo cô theo từng từ nhá. Character. 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 Oh, okay. The character. Character. Được chưa? Đọc lại đi. Character. Cùng phân tích cái phiên âm này nhá. Phiên âm đầu tiên là chữ ka này. Đây là chữ r này. Character. Character. Được chưa? Character. Được chưa? Nó là nhân vật. Được chưa? Tiếp theo này. Plot. Plot. Okay. Plot có nghĩa là bình, nó có nghĩa là trong phim thì nó có nghĩa là cái bối cảnh, thấy chưa? Cái cốt truyện, thấy chưa? Cái cốt truyện, sorry, nó là phải là cái cốt truyện đúng không? Plot là cái cốt truyện, thấy chưa nào? Ngoài ra thì cái từ này nó còn được sử dụng với ý nghĩa là cái mưu đồ, âm mưu, thấy chưa? Tiếp theo này, scenes, scene không có s. Scene. Đọc đi. Scene. Okay. Scene có nghĩa là những cái where something happened, especially something unpleasant. Ở đây có nghĩa là gọi là một cái cảnh, cảnh trong phim, được chưa? Cảnh trong phim. Okay. Ở đây nó có nhắc tới là especially something unpleasant. Unpleasant là nó không thoải mái, unpleasant là khó chịu. Thì nghĩa là đây là cái scene này là cái cảnh, cái nơi mà một cái điều gì đó xảy ra và thường là một cái điều khó chịu, thường là một cái điều gây khó chịu, được chưa? Thì cái scene này là nó sẽ giống kiểu là hiện trường ấy, nếu trong các vụ án thì nó là hiện trường, đúng không? Nhưng mà trong phim nó lại gọi là một cái cảnh, được chưa? Cái cảnh trong phim và cái cảnh đấy thường là cái cảnh sẽ giật gân, được chưa nào? Ok, tiếp theo này, script. Script. Okay. Script bình thường thì đi học có hay dẫn chương trình không? Thế ra có dẫn chương không trình ạ.
à? Thì sẽ có script MC đúng không? Còn cái script này có nghĩa là cái kịch bản này chưa? Kịch bản này chưa nào? Tiếp theo, soundtrack. 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 Soundtrack này, người ta all the music beat and sound that are recorded for film. Bạn có thể đoán được soundtrack có nghĩa là gì không? Âm thanh man dợ. Không. Nó là những cái âm thanh này, những cái bản nhạc này được thu sẵn cho một bộ phim, được chưa? Trong tiếng Việt nó cũng không dịch ra đâu. Trong tiếng Việt nó không dịch từ này ra mà mình chỉ hiểu thôi, mà người ta sẽ nói luôn, người ta sẽ sử dụng từ soundtrack luôn ấy, được chưa? Thì con cứ hiểu soundtrack là những cái âm nhạc này, âm thanh này, lời nói này mà được ghi âm lại để phục vụ cho một bộ phim, phục vụ cho việc làm sản xuất một cái bộ phim, được chưa? Tiếp theo này, contraction. Từ từ, để cho cô cho con nghe đã. Soundtrack. Được chưa? Sidetrack. Tiếp theo này. Contraction. Contraction. Đọc cho cô. Contraction. Contraction. Có nghĩa là quá trình co lại, quá trình bé lại, quá trình làm co. Được chưa? Còn contraction trong ngôn ngữ học thì nó là từ rút gọn, cái từ viết tắt ấy. Được chưa? Đây này. Trong tiếng Anh từ này gọi là contraction. Ví dụ, không viết hẳn là IM mà viết thành ẩm. Hay là S thì đây gọi là từ rút gọn, từ viết tắt. Được chưa? Okay, contraction. Tiếp theo, former. Không gian, đọc đi con. Formal. Formal. Former, được chưa? Nó là trang trọng, được chưa nào? Cùng đọc lại các từ này nhá. Character. Character. Plot. Plot. Scene. Scene. Script. Script. Soundtrack. Soundtrack. Lưu ý này, danh từ ghép có hai âm tiết thì trọng âm nó sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Soundtrack là một danh từ ghép, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất nhá, được chưa? Đừng đọc nặng từ track. Soundtrack. Soundtrack. Contraction. Contraction. Track âm A đấy nhá. Contraction, được chưa? Tiếp theo, former. Former. Nay ốm nặng cô nó hơi khó nghe. Nào con viết tờ bằng nghĩa của cô, được chưa? Từ nào mà không nhớ nghĩa thì bảo cô. Cô contraction nghĩa là gì ạ? Quá trình co ngắn. Quá trình co ngắn lại. Sự co ngắn lại.
Con viết xong rồi ạ. Ok, very good. Nào con tự đọc cho cô nghe lại xem nào. Character, plot, scene, script, soundtrack, contraction, formal. Okay, biết đọc sai từ nào không? Không phải là contraction mà là con âm ơ. Contraction, đọc lại. À, đợi cô một chút nhé. Ok, now, lưu ý nhá, contraction, để xem nào, ok. Now, learn this invitation, ok, không phải là invitation đâu nhá. Khi mà động từ nó chuyển thành danh từ, trong âm nó thay đổi, chính vì thế các âm tiết trong một từ nó cũng thay đổi, được chưa? Không phải là invite nữa mà phải là invitation, sự mời, lời mời, được chưa? Thế vậy thì chúng ta hôm nay thì chúng ta sẽ học về thế nào để tạo ra một cái lời mời, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cách tạo ra lời mời bằng cách sử dụng những cái cấu trúc sau. Would you like cộng với to verb, ví dụ would you like to do some, would you like to buy something, bạn có muốn mua gì không, hay là could you like to say something. Lưu ý nhá, infinitive này là động từ có to hay còn gọi là to verb, được chưa? Cấu trúc thứ hai này, why don't you hoặc là why don't we cộng với động từ nguyên thể, lưu ý without to có nghĩa là không to. Why don't you hoặc là why don't we cộng với động từ nguyên thể không to có nghĩa là chúng ta, sao chúng ta không làm cái này nhỉ? Đấy, cho ví dụ why don't we go to the park, tại sao chúng ta không đến công viên nhỉ? Hay là why don't we go to school, tại sao chúng ta không đến trường học nhỉ? À, để cho thì đây cũng là một cái lời đề xuất, nó sẽ thiên sang hướng là đề xuất nhiều hơn. Đối với cô thì lời mời nó chỉ là would you like thôi. Còn cái why don't you hay là why don't we hay là how about verb in đấy thì nó sẽ thiên về hướng là đề xuất nhiều hơn, đề xuất hành động nhiều hơn, được chưa? Cái thứ nhất là nó vẫn là lời mời thôi, nó vẫn là lời mời. Tiếp theo là how about thì cái này phải cộng verb in. Tất nhiên dễ hiểu thôi đúng không? Bởi vì about nó là một cái giới từ, sau giới từ sẽ là động từ thêm đuôi in, được chưa? How about cộng với verb in. Ví dụ how about going to the zoo? Thì còn ra sở thú nhá. Ra sở thú không? Đi ra sở thú đi, được chưa? Và tiếp theo do you fancy cộng với verb in luôn, được chưa? Có nghĩa là bạn có thích làm cái này không? Ví dụ do you like drinking, do you fancy drinking a cup of tea? Bạn có muốn uống một cái tách trà không? Được chưa nào? Ok. Được chưa? Và lưu ý cho cô này, cái how about này con viết thêm cho cô gạch chéo từ what nhá. Được chưa? How about và what about bằng nghĩa nhau và cái cấu trúc nó như nhau. How about và what about. Có hiểu không hả con? Ok. Nào bây giờ con ghi vào vở cho cô nhá. Tuy nhiên này, sửa đi. Cái infinitive để cho dễ không bị nhầm, con ghi là to verb cho cô. Cái infinitive without to con ghi là verb nguyên thể. Do. Tiếp theo, cái này là verb in. Và cái này cũng là verb in luôn. Để cho con ghi cho cô này. Bốn cấu trúc. What, how thì gạch chéo what thêm vào, được chưa? How gạch chéo what, how about cũng được mà what about cũng được, được chưa? Con viết bên trên là lời mời gạch chéo đề xuất, sau đó ghi bốn cái cấu trúc này ra, có hiểu không hả Hương Giang? Có. Ok, nào con viết cho cô nhé. Và lưu ý cho cô các cấu trúc này, đặc biệt là cấu trúc why don't you hoặc why don't we hay là cấu trúc how about what about thường nó sẽ thường đưa vào đề thi, thứ nhất là luôn luôn có trong đề thi đại học, trường trung quốc gia. Cái thứ hai là sẽ thường có xuất hiện trong đề thi cấp 3. Hương Giang đang học lớp mấy nhỉ? Lớp 7 ạ. Ừ, đó, thì cấp 3 nó sẽ có đấy, thấy chưa? Gọi là nó sẽ vào cái câu gọi là tìm từ, tìm câu đồng nghĩa với câu bên câu đã cho, được chưa? Thì nó sẽ có những cái cụm từ này đấy. Ok. Nên là viết cẩn thận vào cho cô vào cái vào vở và kẻ luôn cho cô một cái ô vuông màu đỏ. Cả bốn cái cụm này để lưu ý là luôn luôn phải thuộc, phải học về nhà học và thuộc nhá. Nào làm cho cô.
Con đi xong rồi. Ok, very good. Tiếp tục nha. Nó có sợ này. Ok, được rồi. Now, read the task below and the letter on the right. Find the parts of letters that match elements 1 to 4 of the task. Ok, đọc cái đoạn văn dưới đây và những cái chữ ở bên phải. Tìm cái đoạn trong cái bức thư mà phù hợp với các nội dung từ 1 đến 4. Nào, chúng ta sẽ có bức thư này về gì nhá. You and your friend and a friend went to see a film at the cinema recently. Write a letter to another friend in which you... Ok. Bạn và một người bạn của bạn đi xem phim, đã đi xem phim. Hãy viết một bức thư cho những một người bạn khác. Được chưa? Trong đó, thứ nhất, đoạn văn thứ nhất này. Say what film you saw and who you went with. Nói xem là cái bộ phim bạn xem là gì, tên là gì và bạn đi xem cùng với ai. Số 2, yếu tố thứ 2, give your personal opinion of the film. Đưa ra một cái quan điểm cá nhân về bộ phim, nghĩa là đánh giá về bộ phim. Và cái thứ 3 là chính là mention what you did after the film. Hãy đề cập tới là bạn làm gì sau bộ phim, nghĩa là sau khi đi xem phim thì bạn sẽ làm bạn đã làm gì đấy. Và số 4 là invite your friend to do an activity with you soon. Mời người bạn của bạn làm một cái hoạt động khác cùng với bạn. Được chưa? Nghĩa là mời một người bạn của bạn làm gì đó sớm, trong thời gian sớm nhất. Được chưa? Thì đây là bên phải của con là một cái bức thư đúng không? Thì con sẽ phải xem là đoạn nào trong bức thư thì người ta đề cập tới cái bộ phim đó là gì và ai là người ta đã đi cùng. Có hiểu không con? Tương tự với 2, 3, 4. Có hiểu không Hương Giang? Cô sẽ, sau khi con làm xong, chữa xong thì cô mới đọc và dịch đoạn này nhá. Bởi vì nếu mà đọc và dịch cho con thì nó sẽ không, thì nó sẽ ra luôn đáp án. Thế nên là đọc bức thư và tìm nội dung cho cô, sau đó cô sẽ chữa. Rõ chưa con? Tôi ạ. Làm đi con.
Con xong rồi ạ. Ok, nhanh thế. Nào, đoạn nào hoặc là câu nào nói cái nội dung số 1? Đoạn 1 ạ. Con đọc cái câu lên. Thanks for your letter and sorry I didn't reply sooner. I went to see a great Reply. Đọc lại cho cô. Reply. Reply sooner. I went to see a great film at the cinema last weekend. Iron Man 3. I went with my friend Patty, but because he loves the Iron Man films, Okay. it isn't. Hết rồi, hết rồi. Lưu ý là con thừa mất câu 1, được chưa? Ở đây nó cái nội dung là chỉ là cái bộ phim con xem là gì và ai đi cùng con thôi, thì nó chỉ cần là I went to see a great film at the cinema last weekend, Iron Man. I went with my friend Patty because he loves the Iron Man films. Thế là được, được chưa? Được chưa nào? Tiếp tục số 2. Và lưu ý cho Số 2. cô này. Con đọc là Iron đúng không? Iron đúng không? Tuy nhiên này, cách đọc thứ nhất Iron. Iron. Âm R là âm câm nhá. Còn có cách đọc số 2 có âm R thì nó sẽ phải đọc là Iron. Iron, được chưa? Còn con cứ đọc là Iron cho cô, không có âm R đâu nhá. Âm R là âm câm, được chưa? Cô cho con nghe người nước ngoài đọc. Iron. Được chưa? Iron, ok. Nào, số 2 là gì hả Hương Giang? Số 2 bắt đầu từ câu It isn't a new film, but it's what definitely worth seeing again. Đến in script 2. Ok, chính xác rồi. Cái special effects are amazing cũng được, rất tốt đấy. Người ta đáp án người ta thiếu, bởi vì cái special effects, những cái hiệu ứng đặc biệt rất là tuyệt, thì đây cũng là một cái quan điểm cá nhân của con nhận xét về bộ phim. Người ta thiếu đấy, con đúng rồi, được chưa? But there are some funny lines in the script too, cũng tốt. Ok, đáp án của con mới đúng nhá. Tiếp theo, 3. Imagine what you did after the film. Hương ra, cái số 3. Cái số 3. Đợt 3. After the film, we met some other friends at noodles bar in town. It was fun, but I didn't really like the food. It was so spicy. Ok, được rồi. À, chính xác rồi, nhưng mà cái it was fun đấy không cần đâu. Được chưa? Ở đây cũng có, cũng được. It's not fun cũng được, nhưng mà đây người ta nói với con là gì nhỉ? Xem, nói xem là con làm gì sau khi xem phim thì chỉ cần là sau khi xem phim thì con đã gặp một vài người bạn ở một cái quán mì ở thị trấn thôi. Được chưa? Thì cái câu số 2 it was fun but I didn't really like the food. Ở đây thì lại là một cái personal opinion, không phải là về bộ phim mà là về cái cuộc đi chơi với bạn của con, là về đồ ăn đấy, được chưa? Tuy nhiên thì cái này cho vào cũng được, được chưa? Nhưng mà không cần thiết. Nếu con nói là từ after đến sau thôi cũng được, cũng chính xác rồi, được chưa? Số 4 này. Invite your friend to do an activity with you soon. Số 4, Hương Giang. Số 4 là đoạn còn lại ạ. Còn lại. No. Invite mà, một cái lời mời thôi mà, chỉ cần là do you fancy going to the cinema next weekend thôi nhá. À next week thôi nhá, được chưa? Không phải cả đoạn đâu, được chưa? Nào bây giờ cô sẽ đọc và dịch cái bài này nhá. Nói gì đây? Dear Drake, thanks for your letter and sorry I didn't reply sooner. I went to see a great film at the cinema last weekend. Iron Man 3. I went with my friend Patty because he loved the Iron Man films. It isn't a new film, but it's definitely worth seeing again. The special effects are amazing, amazing, and it also has a clever plot with lots of twists. There are some funny lines in the script too. After the film, we met some other friends at a noodle bar in town. It was fun, but I didn't really like the food. It was very spicy.
Do you fancy going to the cinema next week? They're having a season of action films, including all the Batman series. Let me know and I'll book the tickets. Anyway, I'd better go now. Ring me and let me know about the cinema. Love, Andy. Ok, con đã rõ một bài này. Cô dịch nhá. Cô dịch sau đó Giang đọc cho cô nghe. Jack thân mến, cảm ơn vì lá thư của bạn. Xin lỗi vì không trả lời thư được sớm. Tôi đã đi xem một bộ phim tại rạp vào cuối tuần trước, có tên là Người Sắt Ba. Tôi đi xem với bạn của tôi là Patty bởi vì cậu ấy cũng rất là thích phim về người sắt. Nó không phải là một bộ phim mới nhưng mà nó thực sự rất đáng để xem lại một lần nữa. Những cái hiệu ứng đặc biệt thực sự rất là tuyệt và nó cũng có những cái cốt truyện và nó có cốt truyện rất là hay với rất là nhiều những gọi là twist là những cái cú giật gân à hay gọi là gì nhỉ? Gọi là quay xe đấy. Mình dịch là gì cho hay? Nó có những cái gọi là con có nghĩ ra được cái từ nào không mà là dùng trong phim không? Hương Giang, nó có những gọi là Hương Giang nghe thấy cô không con? Có ạ. Có nghĩ ra được cái từ dịch dịch cho nó hay không? Gọi là một sự con chừng cô cũng chưa nghĩ ra. Cái twist này là kiểu là quay xe ấy. Mình hay nói vui là quay xe. Ví dụ như là phim nó sẽ chuyển hướng sang một cái hướng khác ấy, thì gọi là twist. Có nghĩa là có rất là nhiều cái sự giật gân đi, cái thế đi, cái dịch là tạm như thế nhá. Có rất là nhiều những cái điểm vui, điểm rất là vui nhộn trong cái kịch bản nữa. Sau bộ phim thì chúng tôi đã gặp vài người bạn tại một cái quán mì tại thị trấn. Nó rất là vui nhưng mà tôi không thích đồ ăn lắm, nó khá là cay. Thế bạn có muốn đi xem phim vào tuần sau không? Có một cái bộ phim mới về về phim hành động đấy. Trong đó có phim dài tập Batman, à phim dài tập Batman. Hãy cho tôi biết và tôi sẽ đặt vé nhé. Dù sao thì tôi phải đi bây giờ. Hãy gọi cho tôi và nói cho tôi về vụ vụ chiếu phim, vụ đi xem phim nhé. À, thân mến Andy, được chưa? Con đã hiểu bài này chưa hả Hương Giang? Hương Giang làm gì đấy? Cô gọi mấy lần rồi? Tắt mic à? Tắt mic làm gì? Giang ơi. Hương Giang nghe thấy cô không? Bây giờ con mới nghe thấy ạ. Nào, thay đặt vào lại cho con.